Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Bây giờ Nhân sẽ dẫn quý vị khách hàng cùng nhau mình đi lại cái đợt 2 và đợt 4 của giai đoạn 1. Rồi xin mời mọi người. Hiện tại là Nhân đang đứng ở cầu Ánh Sao nha mọi người. Trước mặt mình là kênh du lịch Sông Trăng. Ở ngoài đây thì hầu như là 100% cái sản phẩm là của đợt 1 và đợt 2 là đã có sổ rồi. Đã nhận sổ hồng rồi nha mọi người. Ở đây bây giờ là dân người ta về để xây nhà cũng khá là đông mà. Cho nên nếu như mà xuống mà nhận lại thì cũng rất là sung túc. Mình thấy là cái khu này rồi, nhà nó rất là nhiều. Như dân nói đó, chia sẻ với khách hàng của mình đó, là chỉ cần một cái khu nào đó nó quắn cỡ nào thì quắn, mà chỉ cần một căn nhà thôi, chỉ cần duy nhất một căn nhà mọc lên thôi là sẽ có những cái căn nhà kế tiếp sẽ mọc theo. Vì một cái rất là đơn giản thôi, tức là ai cũng vậy hết, tức là cái người đầu tiên về đó họ muốn ở, họ có nhu cầu ở rồi nhưng mà không có ai ở thì bắt buộc đó là họ cũng không dám về để ở. Tại vì mình ở một mình đó thì lỡ nó có một cái chuyện gì nó xảy ra thì nó rất là khó chống đỡ, chẳng hạn như là cướp giật hay này kia, và cái đó thì nó cũng không thành vấn đề với cái thời buổi này. Mà quan trọng nhất là cái bệnh tật, tức là giống như là giữa một cái đêm khuya đó mà mình có một cái chuyện gì đó, chẳng hạn như bệnh tật mình xảy ra đi, nó đột sức quá thì lúc đó là phải nói là không thể nào mà chống đỡ kịp. Thì đó, cho nên là quý vị khách hàng rất là e dè khi quay về ở một mình. Ở đây có một cái quán thì mới xây, nó cũng chuẩn bị khai trương nha mọi người, khá đơn sơ, khá đơn giản nha. Thì ở đây là bây giờ người ta treo đèn rất là đẹp nha mọi người. Ở đây có thể sau này là giống như một cái khu mà xóm đạo gì đó, là tất cả những khách hàng ở trong đây hầu như là bên đạo hết, cho nên là người ta dăng một cái dàn đèn rất là đẹp. Thì Nhân trở lại câu chuyện, tức là chỉ cần có một cái người ở thôi là mình có thể an tâm, tức là bà con xa mà không bằng láng giềng gần. Tức là bà con, nhiều khi bà con mà ở xa rồi đó thì cũng không thể nào mà giúp đỡ được mình, mà chỉ cần có những cái láng giềng ở kế bên nhà mình thôi thì có một cái chuyện gì đó thì họ sẽ sẵn sàng để mà giúp đỡ mình. Nên khi mà mình ở, mình có hàng xóm thì nó rất là an tâm. Rồi trước mắt mình là hàng dừa rất là xanh tốt. Thì hồi lúc mà mới trồng thì nó rất là còi cọc cho mọi người. Thì bữa nay là thấy được rồi đó, ổn rồi. Vài bữa mà nó có trái đâu, không biết sao đây, không biết. Rồi bây giờ mình cũng chạy ra lại những cái lúc đất B2 rồi, lúc B. Trước mắt của mình là mình đi đường N6, trước mắt là cái lóc nhà 5. Lóc nhà B5 này hầu như khách hàng ở cũng là kín hết rồi. Như là ít có căn nào, ít có lô đất nào chính chủ lắm, và đa số là những cái số điện thoại đó là cũng của những cái bạn cò thôi, những bạn cò hoặc là những cái người mà môi giới thôi, chứ chính chủ thì nó hầu như nó không còn nữa. Cho nên bây giờ mình ở đây có cái sản phẩm, cái giá thị trường nó cũng rất là khó. Cái khu này thì B2
bây giờ mình phải nói là nó cũng khá là sầm uất luôn, giống như một cái khu tập trung vậy đó. Đấy, mình thấy nhà lên quá trời ha. Là bên đây nữa, nếu như mọi người mình để ý là mình thấy thấy cái khu này đó, hầu như là có một căn nhà đầu tiên đó là họ cất là một trệt một lầu, thì hầu như là kéo theo hết là tất cả những khách hàng sau mình đến sau thì mình cất ít nhất cũng một trệt một lầu hoặc là một trệt hai lầu đó, mình để ý ha. Còn những cái khu nào mình thấy mà có nhà cấp 4 đó rồi là hầu như đó, là nhà cấp 4 lên hết. Đó, nhân xin nhắc lại cho mình là những cái số điện thoại treo ở trước nhà hoặc là treo ở những cái lô đất đó thì hầu như là cũng qua cò hết rồi nha mọi người. Cho nên mình mua thì mình cũng phải cẩn thận một chút xíu để mình mua được cái giá nó hợp lý với cái thị trường, chứ đừng có mua với cái giá mà nó hố đó. Thì sau này đó, mình về mình bán thì không nói gì, nhưng mà mình ở rồi thì mình rất là khó chịu. Nên như khu này giờ cũng khá sung túc rồi. Bán cơm trưa thì có hai quán, có vựa gạo. Khu này mà qua Tết là xây nhà nhiều lắm nha mọi người. Bây giờ Nhân thật sự luôn mà chưa thấy gì hết, nhưng mà Nhân dám chắc chắn với mọi người là cái khu này nếu mà qua Tết không dưới 10 căn nhà xây, Nhân đảm bảo 100% cho mọi người luôn. Mình nhớ lưu cái video này lại và sang năm là mình sẽ thấy được cái điều đó. Thank you.